Sáng ngày 17 tháng 4, tại chùa Duy Trung, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, phần bàn gia đình Phật tử huyện Duy Xuyên đã trang nghiêm tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập tổ chức gia đình Phật tử huyện và hiệp kỵ chư vị sáng lập, chư tôn đức ân sư, tiền bối hữu công, chư thánh tử đạo, các huynh trưởng, đoàn sinh gia đình Phật tử qua các thời kỳ. Buổi lễ có sự quang lâm chứng minh của Hòa Thượng Thích Huệ Thông, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Duy Xuyên, Đại đức Thích Thông Thánh, Phó trưởng ban trị sự kiêm trưởng ban hướng dẫn Phật tử huyện, chư tôn đức tăng ni cùng các huynh trưởng phân ban gia đình Phật tử tỉnh, phân ban gia đình Phật tử huyện, cựu huynh trưởng, cựu đoàn sinh, quý vị ân nhân hảo tâm, gia đình thân quyến của chư hương linh đồng tham dự và cầu nguyện. Trong diễn văn khai mạc, huynh trưởng cấp tín Nguyễn Văn Đạo, tức Đồng Hòa, trưởng phân ban gia đình Phật tử huyện Duy Xuyên, trưởng ban tổ chức chia sẻ: trải qua bao giai đoạn lịch sử thăng trầm, các vị tiền bối hữu công, các vị huynh trưởng cao niên dày công xây dựng cho tổ chức gia đình Phật tử huyện Duy Xuyên bằng mồ hôi, nước mắt và cả sự sống của bản thân. Các bậc ân sư đã giáo dưỡng, che chở, hướng dẫn cho gia đình Phật tử huyện được tồn tại và phát triển cho đến ngày hôm nay. Vậy nên, tri ân là hướng về nguồn cội, để vươn rộng chồi non, tưởng niệm là nhớ nghĩ đến người quá cố, là thắt chặt tình lam, là kéo dài thêm sợi chỉ vàng kết nối bao thế hệ như những người không cùng huyết thống họ hàng về chung sống dưới mái nhà lam, vui buồn gian khó luôn có nhau. Tiếp đến, huynh trưởng Nguyễn Xuân, tức Đồng Phong, phó phân ban gia đình Phật tử huyện, đã báo cáo lược sử hình thành và phát triển gia đình Phật tử huyện Duy Xuyên, và huynh trưởng cấp tấn Trần Văn Cư, Như Lạc, đại diện phân ban gia đình Phật tử tỉnh Quảng Nam phát biểu. Ban đạo từ tại buổi lễ tưởng niệm, Đại đức Thích Thông Thắng tán dương công đức của ban phân ban gia đình Phật tử huyện Duy Xuyên đã thể hiện tinh thần tứ ân qua việc tổ chức lễ hiệp kỳ, cố huynh trưởng, đoàn sinh và kỷ niệm 67 năm thành lập gia đình Phật tử. Đại đức có lời sách tấn các huynh trưởng, đoàn sinh gia đình Phật tử huyện phải thay đổi tư duy, học hỏi những điều hay, áp dụng uyển chuyển thích hợp với tổ chức gia đình Phật tử. Mong muốn huynh trưởng thành viên trong phân ban luôn sách tấn nhau, tinh tấn tu học, nguyện thực hành châm ngôn, bi, trí, dũng trên nền tảng giáo lý Phật Đà, mở khai kiến tạo chương trình du học, huấn luyện truyền thống, quyết tâm kế thừa tiếp nối công hạnh bậc tiền nhân, làm mới phù hợp với thời đại để phát triển gia đình Phật tử huyện Duy Xuyên ngày càng lớn mạnh hơn. Trước đó, đại diện phân ban gia đình Phật tử huyện đã cung thỉnh Hòa Thượng chứng minh cùng chư tôn đức niêm hương bạch Phật cử hành nghi thức cầu siêu cúng tiến chư hương linh.